Tôi xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng đi chợ Giáng sinh cùng với mình nhé. Nào chúng ta cùng đi thôi. Khu chợ Giáng sinh vườn Tuileries được coi là khu chợ lớn nhất và đẹp nhất ở Paris. Chợ Giáng sinh này nằm trong Jardin des Tuileries, một vườn hoa tuyệt đẹp tọa lạc ngay cạnh sông Seine thơ mộng, bên cạnh bảo tàng Louvre nổi tiếng toàn cầu và quảng trường Công Cốc tại quận 1 của thủ đô Paris. Năm nay, chợ Giáng sinh này được mở cửa từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2020. Mặc cho tình hình giao thông đình công đang rất phức tạp ở Paris năm nay, đã có rất đông người đến tham dự chợ Giáng sinh này. Người ta ước tính năm nay sẽ có khoảng 13 đến 15.000 lượt khách tham quan đến với khu chợ nổi tiếng trong mùa lễ hội lớn nhất năm. Khu chợ có hơn 120 ngôi nhà gỗ được dựng lên, trang trí rực rỡ để chào đón Noel và bày bán các mặt hàng truyền thống của Pháp dành cho Giáng sinh. Đến đây, du khách có thể mua sắm, tham quan, chơi trượt tuyết, các trò cảm giác mạnh và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Pháp như phô mai, sô-cô-la và đặc biệt là rượu vang nóng đậm mùi quế vô cùng hấp dẫn. Khu chợ Giáng sinh mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5 từ 11 giờ đến 23 giờ 45, thứ 6 và thứ 7 từ 11 giờ đến 0 giờ 45 và chủ nhật từ 11 giờ đến 23 giờ 45, ngày 25 và 31 tháng 12. Chợ sẽ mở cửa từ 11 giờ đến 20 giờ.